xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 Tấm thiệp bị đánh cắp trong chương 6 của tập truyện Chủ tịch về quê, tác giả Nguyễn Chí Tâm, diễn giọng Hải Quân, Kim Hà. Và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tin tức công ty Cỏn Con Hoa Lan được nhận tấm thiệp danh giá, nó nhanh chóng được lan đi cả vùng. Nhiều lời đồn đoán được dựng lên, nhưng ai cũng thiên về sắc đẹp của Ngọc Lan và cho là cô đã dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ một nhân vật cao cấp nào đó trong tập đoàn, hay đơn giản là có ai đó trong tập đoàn để ý tới sắc đẹp của cô. Chuyện đó cũng không còn quan trọng. Điều quan trọng ở đây là một công ty cỏn con như Hoa Lan lại được cầm tấm thiệp mời trên tay. Điều đó nó khiến cho các gia tộc đang sở hữu những công ty lớn khác vô cùng mất mặt. Có khác nào Ngọc Lan đã nện một bãi phân bò vào mặt của bọn họ đâu chứ. Xấu hổ là vậy, nhưng bây giờ phải làm cách gì để họ vớt vát được chút mặt mũi thì tạm thời họ chưa nghĩ ra. Nóng hơn ai hết trong nhóm của họ thì bây giờ Đinh Tùng như đang ngồi trên đống lửa, đang nghi ngút khói. Dù gì họ Đinh của hắn cũng thuộc gia tộc đứng top của cái huyện nhỏ bé này, nên nỗi nhục nhã tăng lên bội phần. Nhục thì đã nhục, nhưng cứ nghĩ tới lời thách đấu với Minh Cường khiến cho hắn mất ăn mất ngủ và luôn sống trong lo sợ. Đinh Tùng lúc này đang ngồi mân mê đôi bàn tay yêu thương của mình và suy nghĩ. Có khi nào cái tên nhà quê đó nó làm thật không ta? Lỡ như nó lấy thiệt cánh tay của mình thì... Mới vừa nghĩ đến đó, Đinh Tùng rùng mình một cái, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Càng nghĩ càng thấp thỏm lo lắng. Với cái tính gian manh xảo trá của mình, Đinh Tùng đi đi lại lại trong nhà. Hắn đang suy nghĩ cách đối phó. Sau một hồi, mắt của y chợt lóe lên sáng hoắt, như mới vừa nảy ra một âm mưu gì đó. Dòng họ Đinh phát triển lớn mạnh ở cái vùng cao nguyên này, dựa vào việc buôn bán gỗ quý và các loại thú rừng hoang dã. Nói là buôn bán chứ thật ra là họ Đinh cấu kết với các thế lực đen tối, chuyên đi khai thác gỗ trộm, săn bắt các loại thú rừng quý hiếm, sau đó hợp thức hóa rồi chia nhau kiếm lời. Cũng nhờ những việc này, một vốn bốn lời mà gia tộc này phất lên như diều gặp gió. Trong các cuộc làm ăn, gia tộc của họ Đinh móc nối với các thế lực lục lâm trong rừng. Bọn họ chuyên bảo kê cho các chuyến hàng của Đinh Tùng được suôn sẻ. Với họ thì không có tình nghĩa, mà chỉ dùng tiền để nói chuyện. Có lẽ vì tính chuyên nghiệp và dễ thương lượng này của lục lâm mà Đinh Tùng chợt nảy ra một kế sách, đó là nhờ họ đi cướp tấm thiệp. Chỉ có tấm thiệp kia không tồn tại thì mọi chuyện sẽ bẻ theo một chiều hướng có lợi cho hắn. Ngoài việc cản trở công ty Hoa Lan đi dự khai trương, lấy lại mặt mũi cho nhà họ Đinh, điều đó còn giúp cho hắn ngủ với Ngọc Lan một đêm nữa. Thật sự là rất đáng đồng tiền để bỏ ra. Càng nghĩ Đinh Tùng càng gật gật gù gù, tỏ vẻ hài lòng. Đinh Tùng lấy điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc của mình. Một giọng nói sang sảng vang lên. Alo, Lâm Hào nghe đây anh Đinh Tùng. Sao hôm nay anh lại nhớ đến tôi vậy? Hả? Có chuyện gì? Đinh Tùng đã làm giao thiệp nhiều với con người này, nhưng giờ đây nghe giọng nói của y thì cũng làm cho hắn run bần bật. Giọng của Đinh Tùng lý nhí nói. Chào anh Hào. Tôi có một chuyện tốt muốn bàn với anh. Còn giá cả thì tùy anh quyết định vậy. Nghe Đinh Tùng có chuyện dờ dã, chắc là sẽ có tiền, Lâm Hào vui vẻ trả lời.
Có tiền thì chuyện gì cũng xong thôi. Có gì anh cứ nói tôi nghe. Đinh Tùng trả lời. Vậy tôi sẽ gửi nội dung của công việc và địa chỉ qua cho anh bên tin nhắn đó. Còn tiền bạc thì không thành vấn đề. Anh cứ xem tin nhắn xong rồi có gì nói cho tôi biết nha. Đinh Tùng nói xong, Hăng liền nhắn tin qua cho Lâm Hào. Lâm Hào đọc xong tin nhắn, Hăng liền cười ha hả. Không ngờ đang lúc khó khăn thì lại có chuyện dễ cho mình kiếm tiền như thế này. Chỉ đơn giản là đi ăn cắp một tấm thiệp thôi sao? Ôi, ngu sao mà không nhận cơ chứ. Để trả lời tin nhắn coi. Ok con dê. Huyện Lắc hôm nay trời mưa phùn cả ngày. Những cơn mưa rã rích mang theo không khí lạnh buốt. Gió thì cứ rít nhẹ từng cơn, mà môi ai cũng tím bầm rung lên cành cành. Lúc này tại nhà ông Tạ Tuấn, Ngọc Lan chưa chịu đi ngủ, cứ mang tấm thiệp ra mà ngắm nghía. Cô thật quá bất ngờ khi nhận được tấm thiệp mời này. Thì tâm trạng bây giờ cũng đã thay đổi bằng việc lo lắng sẽ đi dự tiệc như thế nào, chuẩn bị quà gì, làm thế nào để gây được ấn tượng với công ty Ngọc Minh, còn làm thế nào để không phật lòng họ nữa. Với một cô gái chưa ra khỏi vùng trũng như Ngọc Lan thì điều đó thật chẳng dễ dàng gì. Điều này làm cho cô trầm ngâm suy nghĩ cả đêm. Thấy con gái ngồi cứ đăm chiêu mãi, bà Thanh từ từ tiến tới và nói với Ngọc Lan. Trời khuya rồi, gió thì lạnh, sao con còn ngồi ở đây mà trầm ngâm suy nghĩ dữ vậy con gái? Mẹ tưởng là con sẽ vui khi nhận được tấm thiệp này chứ. Thôi, đi ngủ đi con. Ngọc Lan quay qua nhìn bà Thanh, nở một nụ cười yêu thương và trả lời. Dạ, con đợi anh Cường mẹ à. Con không sao đâu, mẹ yên tâm đi nha. Ngọc Lan nhìn ra trời đang lất phất mưa bay, nhưng Minh Cường thì đi đâu tới giờ vẫn chưa về nhà. Dù chưa được ba cho phép ngủ chung, nhưng cô ấy rất yêu anh và lo lắng cho anh. Đêm nay Minh Cường đến gặp Cường Sẹo có tí việc, vì anh muốn ngày mai khai trương của công ty Ngọc Minh không xảy ra bất cứ sự cố nào, đồng thời sắp xếp địa bàn hoạt động mới cho Cường Sẹo. Anh muốn cho Cường Sẹo chuyển dần tầm ảnh hưởng ra ngoài phố, bình định và thâu tóm thế lực ngầm ở đây để dễ bề hỗ trợ cho công ty Ngọc Minh sau này. Dụng ý của Minh Cường là rất sâu xa, cực kỳ khó đoán điều này, làm cho Cường Sẹo bất giác cảm phục trong lòng. Thảo nào anh ấy có được cái lệnh bài hắc phong này. Nếu ai là người có thể lãnh đạo quần hùng trong giới ngầm này, thì người đó chỉ có thể là người đang đứng trước mặt mình chứ không ai khác cả. Anh ấy thật là tài giỏi. Tại nhà của ông Tạ Tuấn, trời lúc này cũng đã về khuya. Hai vợ chồng của ông Tạ Tuấn đã lên giường đi ngủ. Chỉ còn có Ngọc Lan vẫn ngồi trên chiếc bàn, tay thì mân mê tấm thiệp, mắt cứ hướng ra cửa như đang trông đợi điều gì. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, một làn khói mờ tỏa ra trong căn nhà. Ngọc Lan hít phải khói mê, liền ngã gục xuống bàn và không hề hay biết gì. Lúc này có năm tên mặc bộ đồ đen mở cửa đi vào. Lâm Hào giật lấy tấm thiệp trên tay của Ngọc Lan. Không ngờ mọi chuyện lại quá dễ dàng như vậy. Đi thôi tụi bay. Nói rồi hắn định quay lưng bước đi thì bất chợt một cơn gió nhẹ xuyên qua cửa sổ, thổi vào mái tóc đang rủ rượi của Ngọc Lan. Một vẻ đẹp như tiên sa dần dần hiện ra trước mắt, khiến cho Lâm Hào chỉ muốn chết trân một chỗ. Không ngờ ở cái huyện nhỏ thó này lại có một cô gái đẹp mê ly tới mức như thế. Trong đầu của Lâm Hào giờ đây, sự thèm khát bao lâu nay
như một trái bom nổ chậm. Nó nổ ầm lên trong óc của hắn. Hắn bây giờ chỉ muốn lao tới, ăn tươi nuốt sống, chà đạp cái thân thể tinh khiết kia. Hắn bất giác chép miệng và nuốt ngụm nước bọt một cách vô thức. Hắn cầm tấm thiệp đưa cho một tên đàn em và ra lệnh. Mày đem cái tấm thiệp này giao cho Đinh Tùng. Nói xong hắn liếc qua nhìn mấy đứa còn lại. Còn tụi bay, mang con nhỏ này về cho ta nhắm rượu nha. Nhận lệnh, tụi đàn em chia ra hai hướng tức tốc hành động. Minh Cường xong việc quay về nhà. Anh cứ nghĩ giờ này chắc vợ mình đã ngủ say rồi. Nhưng khi về tới nhà, một thoáng lo lắng hiện lên. Cánh cửa nhà của Ngọc Lan mở toang mà vắng lặng thất thường. Biết có chuyện chẳng lành, Minh Cường lao nhanh vào trong và hô to: Ngọc Lan! Ngọc Lan ơi! Em có nhà không Ngọc Lan? Không một lời đáp lại, làm cho anh càng thêm sốt ruột. Lục tung khắp nhà, Minh Cường vẫn không thấy Ngọc Lan đâu, mà chỉ thấy trong phòng ba mẹ vợ vẫn mê man như chết. Anh hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Minh Cường giờ đây như muốn phát điên lên. Anh lờ mờ nhận ra chuyện không hay. Ngọc Lan thì mất tích, còn tấm thiệp thì cũng không thấy đâu. Có chuyện rồi đây. Minh Cường sau một hồi lấy lại bình tĩnh, và bằng sự suy đoán của một người thủ lĩnh, anh suy nghĩ. Sự mất tích của Ngọc Lan chắc chắn có liên quan đến cái tấm thiệp mời này. Vậy kẻ nào cả gan làm chuyện đó? Đứa nào cả gan dám động đến Ngọc Lan của tao thì xưa nay chỉ có một kết cục là chết. Và lần này cũng phải là như vậy. Vì đêm nay trời mưa nên những dấu vết để lại hiện trường khá rõ ràng. Có rất nhiều dấu chân chứng tỏ đã có người đến nhà và bắt Ngọc Lan đi. Tụi chúng là ai? Sao lại ngông cuồng đến thế? Minh Cường tự hỏi lòng, rồi đưa mắt nhìn theo các dấu chân. Cặp mắt sắc bén của anh chợt dừng lại ở một cây nhang lạ đang tắt ngủm. Là mê hồn hương à? Mê hồn hương là một loại hương mê mà giới trộm cắp rất ưa sử dụng nó, nhưng rất khó để có thể mua được nó. Trong giới hắc đạo cũng chỉ có vài nơi cung cấp lén lút loại hương mê này. Dường như anh tìm ra một manh mối gì đó, Minh Cường liền gọi điện thoại cho Cường Sẹo. Alo, anh cho tụi đàn em đi điều tra xem ở cái vùng cao nguyên này nơi nào bán mê hồn hương. Khi nào có kết quả thì gọi điện thoại liền báo ngay cho tôi nha. Nghe giọng của Minh Cường cực kỳ nặng nề, Cường Sẹo lập tức hạ lệnh cho đám đàn em chia nhau ra truy tìm dấu vết. Một lúc sau, từ thông tin của đám đàn em, Cường Sẹo đã có một thông tin cực kỳ quan trọng. Đó là hiện giờ trong giới hắc đạo chỉ có hai người lén lút bán loại hương mê này. Một tên là Bảy Dinh, thường được gọi là Bảy Đẹp. Hắn sống ở một làng nhỏ thuộc cánh rừng phía tây nơi giáp với biên giới. Tên còn lại là Năm Si, tựa Năm Hổ. Hắn thì sống ở bìa rừng làng trên. Cả hai tên này lâu nay ít qua lại trong giới hắc đạo, mà thường lúc ẩn lúc hiện, nên không biết liệu chúng có còn ở nơi này nữa hay không. Cường Sẹo nắm được thông tin, liền gọi điện thoại báo cho Minh Cường. Nghe thông tin, Minh Cường nói nhanh như không cần suy nghĩ. Anh lập tức dẫn một số đàn em lên bìa rừng làng trên. Dù có lục tung cái làng này thì cũng phải tìm được Năm Nổ cho tôi. Còn nơi khác tôi sẽ có cách. Anh nghe rõ chưa? Nói xong, Minh Cường vội ngắt máy và gọi điện thoại cho Từ Thông. Alo, anh huy động tất cả mọi nguồn lực, tức tốc đến làng phía tây giáp với biên giới, tìm cho ra một người tên là Bảy Dinh. Hắn chuyên buôn bán hương mê. Hãy tìm ra nó và đem về đây cho tôi. Nhớ là phải bắt sống đó.
Từng câu từng chữ của Minh Cường thốt ra như muốn dồn người khác vào chỗ chết. Từ Thông có linh cảm chuyện chẳng lành, liền tập hợp mọi nguồn lực nhắm ngôi làng nhỏ ở bờ rừng phía tây mà phóng tới. Ngay lúc này, Cường Sẹo cũng đã có mặt tại làng trên, nhưng hơn 100 người lục nát cả cái làng này vẫn không tìm thấy Năm Nổ. Dần trán của Cường Sẹo lấm tấm mồ hôi lạnh, ngồi xuống bên vệ đường. Tại cánh làng phía tây giáp với biên giới, trong đêm thanh vắng bỗng huyên náo những tiếng động cơ phản lực, binh đoàn lốc xoáy đu dây phóng xuống bìa làng, giang thành một hàng ngang kéo lướt qua ngôi làng nhỏ. Nhưng khi tới căn nhà của Bảy Chinh thì cửa đã đóng im ỉm. Ngôi nhà này đã bỏ hoang cũng đã nửa năm nay rồi. Các cư dân sống ở đây đều không ai hay biết gì về chủ nhà này. Từ Thông gọi điện thoại báo cho Minh Cường biết tình hình. Minh Cường nghe xong, thoáng buồn lộ hiện ra trên nét mặt. Ở bên đó không có hả? Vậy là chỉ còn chờ tin tức của bên hướng của Cường Sẹo. Nghĩ xong, anh liền gọi điện thoại cho Cường Sẹo hỏi tình hình. Thấy điện thoại của Minh Cường gọi, Cường Sẹo bắt máy và run rẩy lí nhí trả lời. Dạ thưa anh, tụi em đã lục tung cả làng nhưng vẫn chưa tìm được anh ạ. Anh yên tâm đi, tụi em sẽ cố gắng tìm. Khi có tin tức em sẽ báo anh liền. Minh Cường gào lên. Cái gì? Vẫn chưa tìm được hắn à? Cường Sẹo nghe Minh Cường quát liền run sợ trả lời. Dạ, anh cho em xin ít thời gian, chắc chắn em sẽ tìm ra được tên Năm Nổ này, anh yên tâm à. Cường Sẹo chưa kịp nói thêm một câu gì thì bỗng nhiên có một người qua đường nghe nhắc tới cái tên Năm Nổ. Ông ta liền nói. À nè cậu kia, anh đang tìm cái tên Năm Nổ hả? Tôi biết nè, lúc trước nó ở đây nhưng nó phát tài rồi xong nó bỏ xứ nó đi luôn, bây giờ không còn ở đây nữa. Thôi anh đừng tìm chi cho mất công. Cường Sẹo nghe có một chút thông tin liền hỏi tiếp. Chú biết thằng Năm Nổ hả? Vậy chú nói rõ hơn cho cháu nghe được không? Nghe nói nó mới trúng mánh cái vụ làm ăn gì đó với đúng rồi, với nhà họ Đinh. À mà nè, nghe nói cái vụ đó nha, nó được bộn tiền á, rồi từ hôm qua tới giờ không có gặp nó nữa. Chắc nó ôm tiền đi đâu mất tiêu rồi. Minh Cường nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại, anh suy nghĩ. Mê hồn hương, nhà họ Đinh. Bỗng anh chợt nhớ đến câu chuyện cá cược giữa tấm thiệp mời và cái cánh tay của tên Đinh Tùng. Anh như ngộ ra điều gì, nghiến răng rinh rít. Cái tên Đinh Tùng chó này, mày lần này mày chết chắc rồi. Tại nhà của Đinh Tùng lúc này, nghĩ mọi chuyện đã im xuôi vì hắn không nghĩ tụi Lâm Hào lại bắt Ngọc Lan đi, nên vừa mân mê tấm thiệp mời trên tay, vừa nghĩ tới việc cái thằng vô dụng phải mang Ngọc Lan cống hiến cho hắn. Nghĩ nhiều đó, máu dê của hắn chạy loạn khắp người. Đinh Tùng đang nhắm nghiền đôi mắt phiêu theo ý nghĩ dâm tà thì cánh cửa bị ai đó đá tung mở toang. Chưa kịp định thần thì một bóng người lao nhanh về phía hắn. Và cuối cùng là một cú đá khiến cho hắn văng ra, ngã sóng xoài trên nền nhà. Chưa kịp hoàn hồn thì Minh Cường đã giáp mặt với hắn, nghiến răng lạnh lùng. Cái thằng chó này, mày giấu Ngọc Lan của tao ở đâu hả? Nói mau. Lúc bấy giờ Đinh Tùng mới nhận ra Minh Cường. Thì ra là cái thằng lưu manh vô dụng này. Mày không giữ được vợ mày, giờ đến đây giở trò quậy phá hả? Mày có biết tao là ai không hả? Tao là... Đinh Tùng chưa nói hết câu thì đã bị con dao nhọn trong tay của Minh Cường cắm phập vào lòng bàn tay. Hắn kêu lên đau đớn. Trước mặt hắn bây giờ không phải là một thằng vô dụng dễ bắt nạt nữa,
mà là một con sói hoang đang hung tàn thật sự. Chút can đảm còn sót lại cũng sớm tan biến mất. Đinh Tùng bèn quỳ xuống và dập đầu lia lịa. Xin anh tha mạng, xin anh tha mạng cho tôi. Đúng, đúng là tôi có thuê người đi cướp tấm thiệp, chứ tôi không hề có ý định bắt cóc Ngọc Lan của anh. Tôi không hề hay biết gì cả. Xin anh tha mạng cho tôi, xin anh tha mạng cho tôi mà. Minh Cường nghe xong tức tối và gào lên. Không phải mày, vậy là thằng chó nào nữa hả? Nói mau, không tôi giết. Đinh Tùng run rẩy trả lời. Là tội của thằng Lâm Hào nó làm đó, không liên quan gì đến tôi hết. Minh Cường điên máu, nắm đầu của Đinh Tùng và mắng. Nói mau, bây giờ tụi nó ở đâu? Đinh Tùng mặt không còn một miếng máu, trả lời. Dạ, tụi nó ở trong cánh rừng phía đông. Minh Cường nghe xong gấp gáp móc điện thoại, gọi điện thoại cho Từ Thông. Lốc xoáy nghe lệnh, hãy tức tốc đến cánh rừng phía đông cứu vợ tôi gấp. Còn nữa, tôi muốn tên Lâm Hào và đồng bọn của hắn mãi mãi biến khỏi thế gian này, nghe rõ chưa? Nói xong, Minh Cường quay qua rút mạnh con dao trên tay của Đinh Tùng rồi bỏ đi. Lúc bấy giờ tại láng trại phía đông, nhóm người của Lâm Hào cũng đã về đến nơi. Lâm Hào đang ăn mừng quay quần bên đám đàn em. Nào anh em, hôm nay quả thật là một ngày vui. Chúng ta không những có rất là nhiều tiền từ một việc vô cùng là dễ dàng mà còn được cả một mỹ nhân xinh đẹp nữa. Thôi, hôm nay anh em uống cho thật say để ăn mừng chiến thắng nào. Vô, 1, 2, 3, vô. Nhỏ đó ngon quá đại ca ơi. Chúc mừng đại ca nha. Lâm Hào vừa nói xong vừa nâng chén uống một hơi, sau đó liếc nhìn về phía của Ngọc Lan vẫn hôn mê chưa tỉnh, rồi hắn chém chép cái miệng. Đêm nay mỹ nhân này sẽ thuộc về ta. Vô. Lâm Hào đang đắm chìm trong ý nghĩ dục vọng của hắn và trong men say, hắn không biết rằng hiểm họa đang trực chờ hắn. Lúc bấy giờ binh đoàn Lốc Xoáy đang dần siết chặt thêm vòng dây. Vì chưa xác định được vị trí bị bắt của Ngọc Lan nên Từ Thông chưa cho phép hành động. Từ Thông thừa biết rằng lỡ như chỉ một chút sơ suất nào thì cái giá của anh phải trả rất là đắt. Vì thế anh phải cẩn thận từng chút một. Từ Thông bình tĩnh quan sát kỹ xung quanh ngôi nhà, rồi dùng máy hồng ngoại quét qua vài lượt. Sau khi xác định được các vị trí chính xác của mục tiêu kẻ thù và chị dâu của mình, Từ Thông phất tay ra hiệu, binh đoàn Lốc Xoáy lập tức áp sát ngôi nhà. Tiếng xì xịt của lựu đạn khói vang lên. Trong làn khói mù mịt, một bóng áo trắng nhanh chóng lách vào bên trong, ôm Ngọc Lan và thoát đi như một cơn gió. Để lại sau lưng là những tiếng rống lên thảm thiết của Lâm Hào và bọn đàn em của hắn. Ngọc Lan được cứu về trong trạng thái vẫn hôn mê chưa tỉnh. Minh Cường đón Ngọc Lan trên tay của Từ Thông. Minh Cường nói, cậu làm tốt lắm, cảm ơn cậu rất nhiều. Từ Thông gật đầu rồi nhanh chóng rút đi trong im lặng. Sáng hôm sau, Ngọc Lan thức giấc đầu tiên như sực nhớ ra điều gì. Cô la toáng lên rồi chạy đi khắp nhà tìm tấm thiệp mời. Nhưng khi mở cửa ra sân thì thấy Đinh Tùng và hai gia nô đã quỳ đó từ bao giờ. Trên tay của họ là tấm thiệp mời danh giá cùng với một phần quà đã chuẩn bị sẵn. Thấy Ngọc Lan mở cửa, Đinh Tùng mừng quýnh lên. Cô Ngọc Lan,
Cô cho tôi xin lỗi vì đã nhiều lần xúc phạm tới cô. Đây là món quà mừng khai trương của công ty Ngọc Minh mà tôi đã thay cô chuẩn bị sẵn. Xin cô nhận cho. Ngọc Lan nhìn Đinh Tùng và món quà trên tay, cộng với tấm thiệp nữa. Cô chưa định hình là chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là như thế nào? Một người như Đinh Tùng mà lại đi quỳ xin cô sao? Thật không thể nào tin được. Nên nhất thời, Ngọc Lan đứng trân không động đậy gì. Đinh Tùng thấy Ngọc Lan không có phản ứng gì, nét mặt hiện lên thêm mấy phần đau khổ. Cô Ngọc Lan, xin hãy thương hại kẻ tiện dân này mà nhận lấy giúp tôi đi. Nếu không thì Đinh Tùng tôi chắc không sống nổi đâu. Cô nhận giùm đi mà. Nói xong, hắn dập đầu như giả tỏi xuống nền đất. Lúc này Ngọc Lan cũng chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy bộ điều của hắn, không nhận thì cũng không được. Biết đâu xảy ra án mạng thì còn mệt nữa. Thôi được rồi, tôi nhận là được chứ gì. Đinh Tùng nghe xong, cảm giác như vừa trút đi một gánh nặng ngàn cân. Hắn cảm ơn rối rít, rồi quay lưng lên xe ra về. Lúc này Minh Cường đang đứng ở một góc nhà, chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh nở một nụ cười tâm đắc. Phải thế chứ. Các bạn vừa nghe xong phần 2 của chương 6. Xin mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 1 Oan gia của chương 7 trong tập truyện Chủ tịch về quê, tác giả Nguyễn Chí Tâm. Tập truyện này sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ của ngày thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Mong các bạn cùng đón nghe nhé. Nếu các bạn yêu thích tập truyện này, xin các bạn hãy để lại bình luận bên dưới, cũng như like và chia sẻ. Và không quên đăng ký kênh Bạn và Tôi của mình nhé. Và bây giờ, xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.